Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 9, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Từ nay đến ngày 15 tháng 9, nơi nào có nguy cơ cao sẽ xét nghiệm COVID-19 tại nhà ít nhất 3 lần. Quảng Điền phát triển đa dạng các sản phẩm công nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn. Qua nhiều tháng triển khai thí điểm, việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều qua, lãnh đạo công an tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Quảng Điền. Tại các điểm đến kiểm tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đình Thừa ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của các bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt. Với mục tiêu quyết tâm dập dịch nhanh, ngăn chặn không để dịch tiếp tục phát sinh và lây lan trên địa bàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đình Thừa yêu cầu các chốt kiểm soát dịch phải đảm bảo lực lượng đầy đủ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tránh tình trạng để người, phương tiện qua chốt mà không được kiểm soát dịch tễ hoặc gây rối trật tự tại chốt, và kiểm soát triệt để, chặt chẽ tất cả những người ra vào địa bàn huyện. Tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc COVID-19. Như vậy, tổng số ca bệnh ghi nhận từ ngày 28 tháng 4 đến nay vượt là 680 trường hợp. Trong số này, 370 ca đang điều trị. Có 307 ca được điều trị khỏi bệnh, 3 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh đang có 1.181 trường hợp F1 và 3.719 trường hợp F2 đang cách ly theo dõi. Có 6.568 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú. Bộ Y tế cho biết nhằm mục đích phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát. Từ nay đến ngày 15 tháng 9, nơi nào có nguy cơ cao sẽ xét nghiệm COVID-19 tại nhà ít nhất 3 lần. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, Bộ trưởng đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xét nghiệm trên diện rộng. Trước tiên, tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, tiếp tục tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ để đảm bảo giá trị và tiến độ xét nghiệm. Đến ngày 15 tháng 9, tất cả khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, cần lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở, hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần, từ 2 đến 3 ngày một lần. Lấy mẫu đơn kháng nguyên nhanh hoặc lấy mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp theo nhà ở, hộ gia đình. Sau hơn một tháng triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đã có gần 3.000 hướng dẫn viên du lịch trên cả nước được nhận hỗ trợ. Có hai địa phương đã hỗ trợ được nhiều hướng dẫn viên là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tiến độ triển khai hỗ trợ vẫn còn tương đối chậm. Một trong những lý do là nhiều tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, nên số lượng hướng dẫn viên nộp hồ sơ chưa cao. Ngoài ra, các địa phương cũng cho biết khó khăn chủ yếu trong quá trình triển khai là vấn đề xác định hợp đồng lao động đúng quy định của luật. Thủ tục nộp hồ sơ trực tiếp kèm bản sao có công chứng việc xác nhận là thành viên của các tổ chức nghề nghiệp. Xây dựng phương án hỗ trợ việc làm cho người vùng dịch về là một trong những nhiệm vụ được tập trung thực hiện trong các tháng cuối năm. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay có 25.160 lao động trong độ tuổi lao động trở về địa phương. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm chủ yếu là doanh nghiệp về lĩnh vực may công nghiệp, chế biến và chế tạo với trình độ lao động có tay nghề phổ thông. Hiện có 34 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng 7.669 lao động, tập trung các doanh nghiệp tại khu kinh tế công nghiệp như công ty Scavi Huế, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ bảo hộ Càng Long Đa Việt Nam, công ty cổ phần dệt may Phú Hòa, công ty cổ phần Vinatex Quốc tế, công ty cổ phần dệt may Thiên An Phú. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ việc làm cho công dân từ vùng dịch về địa phương như tăng cường kết nối cung cầu lao động, tổ chức sàn giao dịch việc làm, tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, phối hợp với chính quyền địa phương giới thiệu việc làm tại chỗ thông qua các ngành nghề truyền thống, các ngành nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp giúp người lao động giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, trong khi ở bên ngoài cùng với cả lực lượng khác, những người lính biên phòng ngày đêm bám chốt, bám địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, thì ở phía bên trong các khu cách ly tập trung, những người lính quân hàm xanh, bộ đội biên phòng Đà Nẵng lại âm thầm ngày đêm để đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ công dân cách ly.
Mặc dù công tác phục vụ ở đây rất vất vả, nhưng anh ấy đều cảm thấy tự hào khi góp phần nhỏ bé chung tay cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng để sớm vượt qua đại dịch. Cứ ngày 3 lần, sáng, trưa và chiều, những cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng trong bộ đồ bảo hộ màu xanh làm nhiệm vụ ở khu cách ly đến từng phòng đưa thức ăn, đồ uống, đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng, thu gom rác và kiểm tra sức khỏe cho các công dân đã cách ly tập trung tại đây. Công việc của họ diễn ra thầm lặng mỗi ngày. Đối với bộ đội biên phòng là đảm bảo trật tự an ninh trong khu cách ly. Thứ hai là phục vụ đến tận nơi, từng người một, từng phòng một, các nhu yếu phẩm, cơm nước cho đến các cái vật dụng mà bà con người ta cần, đảm bảo các cái trang bị vật chất cũng như nhu yếu phẩm cho bà con. Để những người bị cách ly yên tâm, không phải lo lắng, hàng ngày cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố làm nhiệm vụ phục vụ khu cách ly phải tiếp xúc trực tiếp với người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và làm việc vất vả 24/24. Được cấp trên giao nhiệm vụ, thông báo và giao nhiệm vụ cho anh em đi phòng chống dịch ở khu cách ly, thì đầu tiên thì với tinh thần là xung phong, tất cả trong tổ này với tinh thần là xung phong hết, thì đã xung phong rồi thì tinh thần là đã xác định làm tốt nhiệm vụ và cũng không ngại khó ngại khổ. Khi nhận nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ vinh quang mà còn là trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân. Mặc dù công tác phục vụ ở đây rất vất vả, nhưng anh ấy đều cảm thấy tự hào khi góp phần nhỏ bé chung tay cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng để sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Tiếp tục chương trình là những tin tức khác. Thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, lượng ô tô được làm thủ tục nhập khẩu giảm mạnh đến gần 50% so với các tháng trước đó, chỉ đạt hơn 7.300 xe. Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 năm 2021, ước tính có 7.300 xe ô tô các loại được làm thủ tục nhập khẩu, giảm 49,3% về lượng, trị giá đạt 185 triệu đô la Mỹ, giảm 35,6% so với tháng trước. Với kết quả nêu trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận ước tính đến hết tháng 8 năm 2021, nhập khẩu ô tô các loại đạt 102.700 xe, trị giá đạt 2,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 91% về lượng và tăng 96% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Ba quốc gia thuộc châu Á là những thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam, gồm Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Từ khi các địa phương đồng bằng sông Cửu Long thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, thì hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu cá tra gặp rất nhiều khó khăn, hơn một nửa nhà máy phải đóng cửa. Tại Đồng Tháp, địa phương có diện tích và sản lượng nuôi cá tra lớn nhất cả nước, giá cá tra nguyên liệu hiện ở mức từ 20.500 đồng đến 22.000 đồng một kg, trong khi chi phí trung bình để sản xuất 1 kg cá nguyên liệu gần 22.500 đồng. Theo các doanh nghiệp cá tra, khó khăn lớn nhất của các nhà máy chế biến là thực hiện ba tại chỗ vì phát sinh quá nhiều chi phí, công và lương người lao động tăng, vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Với kịch bản từ sau tháng 9, nếu hầu hết công nhân chế biến thủy sản được tiêm vaccine, cả công ty không phải sản xuất ba tại chỗ, xuất khẩu thủy sản 3 tháng cuối năm sẽ hồi phục nhẹ. Xây dựng mô hình trồng cây atiso đỏ trên địa bàn huyện Phong Điền đã phát huy hiệu quả kinh tế khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế cho loại cây trồng này, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Huế thực hiện dự án xây dựng quy trình sản xuất cây atiso đỏ theo hướng công nghệ sạch. Từ quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình với vài hecta, đến nay, huyện Phong Điền đã mở rộng vùng trồng cây atiso đỏ lên 47 hecta tại các xã Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Thu, thị trấn Phong Điền. Trong đó nhiều nhất là xã Phong An 21 hecta. Để nâng cao hiệu quả kinh tế cho cây trồng này, dạng xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây atiso đỏ theo hướng công nghệ sạch sẽ được thực hiện với thời gian 2 năm 2021-2023 trên diện tích khoảng 0,5 hecta, sau đó chuyển giao nhân rộng địa phương khác. Bên cạnh mô hình sản xuất nguyên liệu, dạng xây dựng quy trình công nghệ chế biến để đa dạng hóa sản phẩm đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế, như chế biến sản phẩm nước giải khát atiso đỏ đóng chai, chế biến sản phẩm siro atiso đỏ cô đặc chân không, sản xuất ra túi lọc atiso đỏ và chế biến mức sợi dẻo atiso đỏ đáp ứng nhu cầu thị trường. Hy vọng dự án này sẽ mở ra cơ hội phát triển sản xuất nguyên liệu chế biến giúp sản phẩm từ cây atiso đỏ đến với thị trường lớn hơn. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Điền là địa phương phát triển tiêu thụ công nghiệp khá muộn trên địa bàn.
Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự hỗ trợ của các ban ngành chức năng và nhất là khi có các cuộc thi, hội thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lĩnh vực này đã có bước phát triển mới, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trải qua nhiều thăng trầm, làng nghề mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền đang có bước lột xác ngoạn mục, tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiền dùng thẩm mỹ, phục vụ thị trường không chỉ trong nước mà đã vươn ra nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, hợp tác xã có trên 500 mẫu sản phẩm từ tre để cung ứng cho nhu cầu của thị trường. Hợp tác xã cho biết, để có được kết quả đó, hợp tác xã đã tham gia nhiều hội thi, cuộc thi, trong đó có hội thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mà làm cho hợp tác xã mỗi năm có thêm cả 100 mẫu thiết kế mới. Tại hội thi bình chọn năm nay, hợp tác xã lại tiếp tục giành giải nhất với bộ sản phẩm rổ rã từ tre. Chúng tôi đã chọn lựa và quyết định tham gia hội thi và chúng tôi cũng rất vui và vinh dự là được Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tặng giải nhất, đạt được giải nhất. Cho nên bà con được vững phấn khởi và cũng sẽ tiếp tục cố gắng để tham gia tiếp tục các cấp trên trong thời gian đến. Khởi nghiệp gần như với hai bàn tay trắng, nhưng với đam mê, những năm qua, cơ sở sản xuất Bạch Lai cho ra đời nhiều sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đó là các loại máy gặt, máy thuộc lúa, máy bơm nước, máy chế biến thức ăn cho tôm nuôi. Với quy mô và vốn liếng còn khiêm tốn, bình quân mỗi năm, doanh nghiệp tư nhân Bạch Lai có doanh thu trung bình khoảng trên dưới 1 tỷ đồng và tham gia giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 lao động, chưa kể lao động thời vụ. Cơ sở nổi tiếng và thành công nhất khi mẹ ép củi trầu của anh đạt giải nhất tại hội thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016. Tiếp tục với niềm đam mê của mình, năm 2021, anh tiếp tục tham gia cuộc thi với sản phẩm máy cán cắt bột mì Liên Hoàn. Sản phẩm này đã đạt giải 3 cuộc thi cấp huyện và tham gia bình chọn cấp tỉnh để tham dự cấp khu vực và quốc gia. Sản phẩm của anh không chỉ có mặt ở hội thi mà đã được cung cấp ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Sản phẩm tham gia cuộc thi công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho doanh nghiệp cũng như là các nhà sản xuất, đặc biệt thì được sự hỗ trợ về mặt truyền thông cũng như là mang đến rộng rãi cho bà con được biết cái sản phẩm của mình qua các kênh như là truyền hình, báo chí, rồi mang lại cái thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp. Báo cáo của huyện Quảng Điền cho biết, sau khi triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2021, tổ chức tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất tích cực hưởng ứng tham gia, đồng thời đi thực tế tại các cơ sở để vận động tham gia. Hội đồng bình chọn đã nhận được 22 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia của 17 cơ sở sản xuất đăng ký tham gia. Qua bình chọn, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba. Ngoài ra có 10 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2021. Mong rằng là các cấp, các ngành, các địa phương, các xã thị trấn chúng ta tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện đối với các sản phẩm này để các cơ sở tiếp tục phát triển và góp phần là làm cho Quảng Điền là có nhiều hơn nữa các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và có nhiều hơn nữa các sản phẩm là chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Như vậy, từ cả cuộc thi, hội thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng với việc khôi phục và phát triển các hợp tác xã, làng nghề mà các ngành nghề tiêu thụ công nghiệp truyền thống Quảng Điền đã và đang phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, góp phần làm đa dạng loại hình lao động ở nông thôn. Trong thời gian tới, huyện Quảng Điền chủ động nâng cao sản xuất, xây dựng các sản phẩm tiêu biểu có sức cạnh tranh cao nhằm đẩy mạnh phát triển tiêu thụ công nghiệp theo hướng nhanh và bền vững. Từ đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng nông thôn mới. Các ngân hàng cho biết một số đối tượng gần đây lừa đảo người dân đăng nhập vào link nhận gọi hỗ trợ và cung cấp thông tin, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, website của Bộ Y tế đều bị giả mạo đánh vào lòng tin người dân là sẽ được hỗ trợ tiền mặt cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chỉ cần thao tác bấm thủ tục đăng ký xin trợ cấp, người dùng sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, username, password, OTP. Cả đơn vị khẳng định mọi yêu cầu cung cấp thông tin định danh, mật khẩu mà xác thực OTP nếu có đều là giả mạo. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần lưu ý dưới bất kỳ hình thức nào, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an, cán bộ tòa án, bộ y tế, nhân viên ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì việc thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt đối với các chương trình an sinh xã hội là cần thiết. Qua nhiều tháng triển khai thí điểm, việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Về phương thức chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, hàng tháng người hưởng lương hưu trợ cấp không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ghi danh sách chi trả. Việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, đảm bảo được an toàn và giãn cách xã hội trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Hơn nữa, tại các điểm rút tiền cũng được đảm bảo các điều kiện về không gian như chỗ ngồi, an toàn về giao thông, an ninh trật tự. Mấy tháng trước là mẹ quá nhận tiền là còn hơi chậm, nhưng mà chưa chuyển qua tài khoản là mẹ thấy cũng rất nhanh mà cũng là thoải mái. Trong thời gian dịch bệnh thì thanh toán qua cái ngân hàng thẻ rút đi thì hàng cũng là để cho bà con được cái nhiễm dịch bệnh đó. Thừa Thiên Huế là một trong ba địa phương được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chọn làm thí điểm triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chọn thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc là những địa phương triển khai thí điểm. Đến nay, công tác mở tài khoản cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo danh sách hàng tháng và theo hệ thống thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội được kết nối từ các phòng Lao động Thương binh và Xã hội cơ bản đã hoàn thành. Hoạt động này giúp số hóa quy trình chi trả chính sách trợ giúp xã hội, mang lại lợi ích cho người nhận trợ giúp xã hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính tốt hơn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, giao dịch nhanh chóng, công khai và minh bạch, đồng thời đáp ứng cung cấp đa dạng kênh chi trả cho người nhận trợ giúp xã hội. Em nhận về tăng tực hàng tháng được 405 ngàn. Sau 2 tháng đi em thấy những tiền bằng thẻ thấy khỏe hơn, vì mình đi làm rồi tiền cây bằng thẻ mua mình vô có thể lại khỏe. Để phòng chống dịch bệnh COVID này thì nó đã thể hiện được những cái ưu việt. Ví dụ như là người tới thời điểm chi trả thì không tập trung đông người, mà bởi vì chi trả qua tài khoản, cho nên là bà con đối tượng thì linh hoạt trong cái thời gian đi nhận, rồi cũng chủ động để mà tiêu dùng cái khoản trợ cấp mặc dù không nhiều của nhà nước. Thì đó là những cái ưu việt mà chúng tôi nhận thấy là trong quá trình mà triển khai chuyển đổi các cái phương thức chi trả. Theo đánh giá, qua một thời gian triển khai, việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt đã tạo sự thuận tiện, nhanh chóng cho người dân, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, được chính quyền và người dân hưởng ứng tích cực. Đây cũng là một trong những mục tiêu hướng đến trong công tác chuyển đổi số không dùng tiền mặt cần được nhân rộng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.